mới chụp rồi mình chứng giấc cũng không có người ta tôi nói mình không nghiệm vậy á. Rồi thưa bố mình, thưa bố chuyện, thế tôi nói rồi lắm, thưa bố mình chuyện. Hai đứa này thế, hai tiệt, mong một tiệt đi một tiệt ra hai, hai đứa ăn. Mong hai tiệt, một tiệt ăn, một tiệt làm chứ. Cái một đó, vui, một cái gì kìa. Không để cái gì, không để cái gì. Trộm minh chứng quá chỉnh con nó trộm nha. Cùng nói với trộm không? Trộm dầu với trộm minh chứng. Trộm dầu đi. Cùng nói với trộm minh chứng để mà dầu này mà đi mà. Để đi mốt khoai là mang đi đúng không ạ? Cháu rồi. Cháu rồi. Bây giờ bỏ dầu lắm rồi. Bỏ hãy mong một hai tỷ đồng. Xưa này khổ khá. Khó nó cũng đi. Khó nó cũng đi. Lấy ra hai được. Trong đi ải chính sáng xỉn sáng xỉn chêu xài. Bỏ hãy ngay hai đau. Dùng tuyệt. Trong sáng xỉn chêu xài. Chặt trôi đôi đập tờ đi. Mà biết chơi à? Đau cũng buồn cười khi hồi lúc mà ăn trộm được món sắn xong rồi đi vào. Bốn một lúc. Đi đi. Cũng cảnh có một sản nóng loi à. Nó bị chặt trôi xong rồi nó ổ được nó đúng. Tế trẻ coi. Thế là mót mót không mót thấy của người ta vào rồi trộm gì mà chuyển về những cái chung chân theo chứ không ta không hai người bố trộm tiếp chứ trộm mới đã khỏi lo thì chỗ ẩm bính mù bính mà lấy một cái đá hai ở nhà nhưng hai được cũng lo cho na đi mù bính vì đá là có gì còn lá hoa lấy mưa nhá bố trộm ăn trộm hẳn na thân là gì mẹ em thân là gì hai cô vẫn về làm con cô mới thú đây đây về để ra hai thú đây cho anh em có tin đến ta thần thảo này cứ nói có lá là phần chó sẵn gần bởi về hề hai phần này là chó nhắn ui khổ rồi chó đúng không chưa? Thần con cái đập đứa cho xin quà rồi thôi về lúc cơm ăn thôi. Người tập chúng về rồi nhà em ăn cho vui đi. Lúc nào đang bà ngoại đang chơi bà ngoại kìa. Có khi đưa về rồi đi tập chúng ăn đi. Thôi nhá. Thôi về lúc cơm ăn thôi. Ba với ba bỏ đi ạ. Ba hồi tốn quá. Thế ngồi ngủ ở đâu? Trên nhà trên nhà hiên không? Xe em chẳng. Nên ngủ ngủ đến nhà hiên không? Vâng, tối hôm qua ngủ trên nhà cậu Hiền ạ. Chắc cái này, giống bò này, cái dạng của bò này nhá. Thôi bò mình đang ngủ chỗ mà, không nhớ khóc mà. Yếu, cái này ra. Thôi giờ ngồi, không có gì á. Không bò là, giá đồng hóa, dễ như cũng rể mà như ông rồi đâu. Khóc khóc mà người ta đang đang đám ma mà là người ta có thể cười đấy. Bây giờ đứng sau cái con này cháu bé ngay. Dạ. À, cháu không nhớ. Lâu lắm mà cháu về nhiều lắm rồi mà. Ba mình hồi đến đám ông Bình Hằng có phải? Có. Bốn cái con cả cái con bé về mà bốn hai vợ chồng với hai đứa. 14 năm trước thì là 15 tuổi. Bé này hơn là mấy tuổi đấy? 9 tuổi. Thôi nó mới có 4 tuổi là về. Về cả nhà mà đông nó cứ cãi bảo có mua anh bảng về. Tại vì bố cháu về một mình mấy lần sau nữa. Sau này là bố nó về có bảo sáu sáu về. Không biết gì đâu không nhớ gì cả. Giờ là 2019 này. Không về bố mua chứ. Chị để khó như hắn. Vâng. 2019 đưa khổ nhưng mà phải đang chăm chán thương mẹ là được. Vâng. Thế là đang học lớp 3 quả mướp. To quá.